Ok, và tiếp theo thì mình sẽ dùng là cái máy nâng cơ này nhá. Thì sẽ có hai cái này, điện tích âm và điện tích dương. Và cái máy này thì việc đầu tiên đó chính là mình sẽ làm cấp ẩm cái da của mình. Ok, và bây giờ mình sẽ bắt đầu với điện tích âm trước ạ. Cái điện tích âm này thì nó sẽ đi sâu vào cái này gọi là pre-treatment. Da trắng pre-treatment thì đi với dòng điện số 1 là điện tích âm. Thì sẽ đẩy sâu cái tinh chất, dưỡng chất nó vào sâu bên trong cái làn da của mình xuống tận tầng hạ bì đấy, để nó sẽ là lấy hết cái bụi bẩn ra để nó ôm. Rồi đầu tiên là đẩy hết vào để cái da điện tích âm này nó sẽ ôm cái bụi bẩn, và sau đó thì là mình sẽ tiếp theo mình sẽ dùng cái gel xanh là cái treatment đó, thì nó sẽ hút hết cái điện tích âm này ra và nó sẽ hút những cái bụi bẩn và những cái chân nám ra, và sau đó thì nó sẽ đẩy dưỡng chất vào để nuôi dưỡng cái tế bào của mình, giúp mình trẻ hóa hơn. Và đặc biệt cái này có nghĩa là những cái này đều là có cái công nghệ ageLOC độc quyền trẻ từ gen mà tất cả các hãng máy khác không thể nào có được như cái này đâu. Đó, đấy là lý do sự độc quyền, sự đặc biệt ở đây á. Ok, sau khi mình thoa nhau xong thì mình sẽ ấn cái điện tích số 1, định âm. Đó, tí tí là máy đã bắt đầu hoạt động ạ. Cái này mình cứ đưa từ từ thôi ạ. Này đưa chỗ này đẩy lên trên đây. Cái để làm phẳng cái rãnh cười của mình ạ.
Mình cũng sẽ massage này. Ok, và sau đó thì mình sẽ đi rửa mặt mọi người nhé. Thực ra sau khi rửa mặt xong chạy lần thứ nhất ấy, thì cái da của mình nó đã căng mịn rồi đó. Sạch, thoải mái lắm luôn.